lẹ lẹ lên, trễ học rồi kìa. Từ từ sao cũng dù thôi. Chán thiệt, lần nào rủ bạn đi học cũng trễ nải hết trơn á. Ai biểu rủ mình đi chơi rồi than vãn cơ chứ. Thôi, không ăn thua với bạn nữa, quá mệt. Đó, giờ có giỏi thì bạn thử qua cây cầu khỉ này đi. Mình đi trước đây. Á, à, nói đi là đi một lèo. Bỏ mặt mình thiệt đó hả vô sữa. Đúng là bạn thương ai đấy lo mà. Thấy sợ thiệt, không biết mình qua cầu khỉ được không đây. Nhắm mắt nhắm mũi thôi. Mít ơi, bình tĩnh, có lá bằng lăng mình đây, nắm lấy tay mình nè. Cảm ơn lá bằng lăng nhiều lắm nha. Trời ơi, may quá, có lá bằng lăng ứng cứu kịp thời. Chị Lan nghe tiếng kêu cứu thất thanh luôn, cho nên chị Lan mới chạy qua liền nè. Chị Ngọc Lan yên tâm nha. Thôi không sao là yên tâm rồi, may là có bằng lăng ứng cứu kịp thời đó. Nè, cái tính ỷ lại này là nên sửa nghe không? Dạ, phải làm sao để em được thon gọn, giảm cân nhanh nhất có thể hả? Cái này hả? Để chị Lan suy nghĩ coi. Dạ, em có thể giúp được trái mít đó ạ. À, wow, thiệt hả? Nhưng mà em giúp cụ thể như thế nào? Đúng là như vậy nha Ngọc Lan và trái mít. Chào Dr. Khỏe, Dr. Khỏe lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để gỡ rối hết. Trong lá bằng lăng có chứa nhiều axit glycerolic giúp giảm đường huyết và quan trọng hơn là giúp làm giảm béo phì. Hợp chất này ngăn cản sự dồn động carbohydrate, đồng thời ức chế quá trình tạo mỡ và lipogenesis, hay còn biết đến là sự hình thành của các tế bào mỡ và các phân tử chất béo. Dạ, các hợp chất polyphenol trong lá bằng lăng em, chẳng hạn như beta-galactosidoglucose, đọc là BGG, có thể ngăn chặn tiền chất tế bào mỡ chuyển thành tế bào mỡ trưởng thành nữa ạ. À, tuyệt vời quá, bây giờ chị Lan mới biết là bằng lăng có nhiều công dụng đến như vậy. Bằng lăng ơi, vậy thì cách dùng em như thế nào để có hiệu quả vậy? Dạ, có thể dùng 50g lá bằng lăng em, hãm với 50ml nước sôi, mỗi ngày uống 4-6 lần ạ. Dạ, ngoài ra, lá nọt của em có thể ăn chung với bánh xèo nữa đó ạ. Vậy thì khi dùng bằng lăng chúng ta có cần lưu ý điều gì không, Dr. Khỏe? Nếu hãm trà để uống thì từ 30-40g lá bằng lăng tươi hoặc 15g lá khô. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng 14 lá bằng lăng non làm rau ăn sống thôi nha. Dạ, phụ nữ đang có thai, đang cho con bú, chị em hoặc những người đang sử dụng nhiều loại thuốc tây thì không nên sử dụng em ạ. Tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng lá bằng lăng nha. Ngoài ra nè, muốn giữ cho thân hình khỏe khoắn, cân đối thì chúng ta cần tăng cường bổ sung trái cây, rau củ vào chế độ ăn, tích cực rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Bây giờ thì Mít đã biết cách cải thiện cân nặng của mình chưa nè? Dạ, giờ em hiểu rõ và yên tâm hơn rất nhiều rồi ạ. Tiếc là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Ngọc Lan, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin thân ái chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin chào, hẹn gặp lại nha.